Chào các bạn. Trong phần project ứng dụng của chương học này, thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một sản phẩm quảng cáo cho túi sách Gucci. Ở trong cái phần bài tập này, thì chúng ta sẽ thực hiện các phần công việc gì? Đó là các bạn sẽ à, tạo ra một cái hình ảnh hoàn toàn hư cấu. Tức là chúng ta sẽ xây dựng hình ảnh bằng cách cắt ghép các hình ảnh khác nhau, giống như các phần project ở các bài học trước. Và chúng ta sẽ ứng dụng một số các kỹ thuật blending trong việc mà kết hợp các cái layer hình ảnh đó với nhau để tạo kỹ xảo hình ảnh sao cho hợp lý. À, trước tiên là cái nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải là cắt ghép cái bầu trời vào trên bức ảnh để tạo ra một cái bầu trời mây nó phù hợp hơn cả về tôn màu cũng như là cái bố cục cho hình ảnh đó. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện đưa cái hình ảnh ô tô cũ lên trên cái background của chúng ta. Tiếp đó ta sẽ đưa cô gái. Trong phần cô gái này thì mình đã hướng dẫn các bạn ở phần bài học liên quan đến tách tóc cho hình ảnh của cô gái. Nên chỗ này thì chúng ta sẽ thực hiện nhanh. À, sau đó là chúng ta sẽ đưa cái phần sản phẩm quảng cáo lên trên cái poster của chúng ta vậy là chúng ta sẽ có bốn cái nhiệm vụ cơ bản trong việc tạo dựng cái file hình ảnh này trước tiên để bắt đầu thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh open và các bạn vào trong cái menu image tìm đến thư mục hình ảnh gốc là project 07 image so mà mình gửi trong phần bài tập đính kèm và các bạn mở cho file hình ảnh đầu tiên có tên là background 1 chúng ta sẽ lấy cái file này làm file hình ảnh gốc và chúng ta sẽ cắt ghép các hình ảnh khác lên trên file này sau đó chúng ta mở tiếp một cái file hình ảnh là thay mây bạn sẽ đưa cái hình ảnh thay mây này vào bằng cách là đầu tiên bạn sẽ chỉ lựa chọn cho mình cái vùng hình ảnh là cái phần bầu trời mây tiếp giáp với ngọn núi bằng cách sử dụng công cụ rectangle marquee. Các bạn copy uh, lựa chọn vùng hình ảnh đó và ấn lệnh copy. Sau đó di chuyển sang layer hình ảnh này, chúng ta paste cái hình ảnh đó vào đây. Sau đó các bạn đặt con chuột là uh, với công cụ Move tool, các bạn di chuyển cái file hình ảnh đến vị trí như phần mẫu của bài tập, ấn can chun T và ta kéo lớn cái file hình ảnh đó lên ta đặt làm sao để hai file hình ảnh nó tiếp giáp nhau ở cái phần đường chân trời sau đó các bạn ấn enter để kết thúc ở cái phần ghép mây này các bạn đổi tên layer cho nó là ghép mây sau đó cái phần ranh giới giữa uh, bầu trời và cái sa mạc ở chỗ này thì ta sẽ tạo ra một cái mặt nạ ở trên đó và sử dụng công cụ gradient chúng ta sẽ vẽ một cái giải gradient là đen và trắng lên trên phần mặt nạ của layer ghép mây này để tạo ra sự hòa trộn giữa hai layer đó bạn nhìn thấy mình tạo ra một vùng gradient Ta nhớ lại cái bài layer mask, vùng màu đen của mình sẽ là che đi, vùng màu trắng sẽ không che layer hình ảnh đó. Và cái vùng grayscale chuyển tiếp giữa giải gradient này nó sẽ che cái hình ảnh của chúng ta đi một cách dần dần. Các bạn thấy là ta đã ghép được cái layer hình ảnh bầu trời vào trong cái background cũ gốc của chúng ta một cách rất là đơn giản. Bước kế tiếp các bạn sẽ mở cho mình cái file hình ảnh ô tô. Đối với file hình ảnh ô tô này thì chúng ta sẽ giữ lại cái phần background ở phía bên dưới và ta ghép nó vào với sa mạc thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng nó khá là hấp dẫn và nó phù hợp hơn cho cái background của chúng ta còn cái phần xung quanh cái ô tô này thì các bạn sẽ sử dụng công cụ pen tool và giống như cái phần cô gái mình hướng dẫn trong bài học trước chúng ta sẽ cắt cái phần ô tô ở phía bên trên này bằng công cụ pen tool tuy nhiên là cũng để tiết kiệm thời gian thì mình đã tạo sẵn một cái đường path bằng công cụ pen tool bám xung quanh cái vùng hình ảnh cần được chọn và ở đây các bạn có thể mở bảng path ra và kích vào cái bảng path một đó để ta lấy cái đường path ra rồi ấn vào phím Ctrl Enter. Đối với những bạn nào mà chúng ta muốn lấy vùng chọn ra luôn thì ta có thể thực hiện thao tác tắt là như sau: ta không cần phải kích vào path nữa mà ta bỏ chọn nó, ta giữ Ctrl và ta kích vào cái thumbnail của layer path trên bảng path đó, ta kích chuột trái một cái thì vùng chọn nó sẽ được load ra và ta chỉ được ấn Copy. Sau đó là ta sẽ đưa nó sang file ảnh gốc của chúng ta ở vị trí như bài tập mẫu. Các bạn cũng tương tự chúng ta sử dụng Ctrl T và ấn phím Shift để chúng ta thu nhỏ cái hình ảnh cái ô tô xuống một chút, cái vị trí hình ảnh này nó sẽ che một chút cái mặt trời ở phía sau, cái mặt trời ở phía sau lưng nó như cái bài tập mẫu các bạn nhìn thấy. là chúng ta ấn enter. vấn đề tiếp theo của chúng ta ở đây là khi bạn có cái layer ô tô, các bạn đổi tên cho nó ở chỗ này rồi, thì ta sẽ làm sao để ghép được hai cái layer hình ảnh này vào với nhau một cách hợp lý. thì bạn nhìn thấy khi mà ta đưa cái layer ô tô sang đây rồi, thì ở phía bên trong này ta còn cái background màu trắng lúc trước ta để sót lại thì các bạn sẽ xử lý cái background màu trắng đó bằng cách ta có thể chọn công cụ magic wand tool ta chọn nó rồi sau đó là ta sẽ xóa bỏ nó đi thôi chỗ này khi chọn xong thì nó bị thừa ra cái phần ngoài cái mui xe mình sẽ dùng phím an và công cụ lazo tool mình khoanh để loại bỏ phần thừa đó sau đó ấn phím delete trên bàn phím để ta loại bỏ cái phần background trên cái ô kính đó tương tự như thế thì bạn có thể loại bỏ cái phần background ở phía bên trong này và ta đã loại bỏ được cái background cho cái ô tô ở hai vị trí đó rồi lúc này cái kính nó sẽ giống như là được nhìn xuyên qua như vậy bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhân đôi cái ô tô trước đã bằng cách là ta kích phải chuột vào layer ô tô đó và chọn lệnh là đăng layer bạn ấn ok sau đó ta tắt con mắt của layer phía bên trên bây giờ chọn layer bên dưới để tạo ra cái sự hòa trộn hợp lý hơn giữa hai layer này thì layer ô tô với layer background thì mình sẽ chọn một cái hiệu ứng hòa trộn ở đây là trong nhóm multiply bạn thấy là cái hiệu ứng hòa trộn của chúng ta nó sẽ ưu tiên cái vùng tối tuy nhiên là khi sử dụng hướng multiply thì ta thấy nó không được hợp lý cho ám. tức là ta phán đoán sai cái hình ảnh nếu như các bạn chưa quen với cái chức năng của nhóm hiệu ứng này như mình dạy ở bài đầu tiên là ưu tiên tối ưu tiên sáng ưu tiên tương phản thì bạn có thể dùng một cái phương pháp là ta đặt con chuột vào chữ mà một cái layer, một cái chế độ blending bất kỳ, sau đó các bạn ấn phím mũi tên lên và xuống để ta tìm kiếm được một cái hiệu ứng hòa trộn hợp lý nhất cho cái chế độ hòa trộn giữa hai layer hình ảnh của chúng ta ở đây. Và trong trường hợp này thì như bạn thấy là cái chế độ hòa trộn multiply vẫn là cái chế độ hòa trộn mà mình sẽ cảm thấy là nó phù hợp nhất trong tình huống này. Chính vì thế mình sẽ sử dụng chế độ hòa trộn là multiply. Sau đó là ta sẽ tiến hành loại bỏ bớt các cái phần hình ảnh thừa ở phía xung quanh này bằng cách tạo một layer mask cho cái ô tô đó. Sau đó ta sẽ dùng công cụ brush tool và các bạn tô màu đen với cái phần áp lực bút lên trên này thật là nhẹ thôi, khoảng 30%. Bạn có thể ấn phím số 3 trên bàn phím để thay đổi giá trị opacity về 30%. Ta tiến hành che dần cái layer hình ảnh ở chỗ này đi thì kỹ thuật che này chúng ta đã được làm quen ở trong cái phần bài tập về layer mask bằng cách là chúng ta sẽ tô vẽ với công cụ brush hoặc một công cụ bất kỳ lên trên cái phần background đó để tạo ra sự hòa trộn và cắt ghép giữa hai layer hình ảnh phía bên trên và bên dưới bằng cách tô lên trên mặt nạ của layer bên trên thì nó sẽ che đi cái hình ảnh của layer đó và để lộ ra cái layer bên dưới của chúng ta Đấy, trường hợp này ở chỗ này bạn nhìn thấy là chúng ta có những cái vết nó đang sắc nét thì chúng ta sẽ tô dần nó đi thì các bạn cứ tô thật là khéo đến khi nào mà tô tô được hoàn chỉnh xong rồi thì ta bật cái con mắt của layer bên trên ta cũng có thể đặt cho layer bên trên một cái layer mask và ta sẽ che cái hình ảnh của layer bên trên ở chính cái vị trí đó tại sao phải làm nó phiền như này bởi vì là ta đang muốn hòa trộn cho cái background của cái layer ô tô đó nhưng mà ta chỉ muốn hòa trộn cái phần cái nền cỏ này thôi còn cái ô tô thì ta không muốn hòa trộn cho nên ta phải tạo ra hai layer như vậy và lắp ghép chúng nó vào với nhau thì bạn thấy cái hiệu ứng kết quả cuối cùng khi nó có hòa trộn của blending thì trông nó sẽ đẹp và dễ chịu hơn cho chúng ta khi chúng ta quan sát cái layer hình ảnh đó và bạn thấy là sau khi tô xong thì mình có được cái hình ảnh ô tô đã được ghép vào như này bây giờ ta thử tận bật tắt con mắt của các layer hình ảnh phía bên trên bảng layer layer bên trên thì ta giữ lại cái ô tô layer bên dưới thì ta có cái background nó được hòa trộn vào kết hợp hai layer thì ta ghép được cái hình ảnh nó vào với cái background một cách hợp lý hơn Bước kế tiếp thì bạn nhìn trở về pha ảnh gốc thì chúng ta sẽ đưa vào hình ảnh cô gái. Thì ở trong phần bài học trước mình đã hướng dẫn các bạn đưa phần hình ảnh cô gái vào rồi. Các bạn quay trở lại bài học về tách tóc với cô gái và chúng ta sẽ thực hiện thao tác đưa lại hình ảnh cô gái lên trên phần bài học bố rách của chúng ta. Sau khi đã đưa được cô gái sang rồi thì ta sẽ làm thêm một động tác là tạo ra cái bóng đổ cho cô gái. Thì bạn nhớ lại các bài học đầu tiên ta tạo bóng đổ bằng cách là bây giờ mình sẽ chọn layer cô gái phía bên dưới hoặc layer cô gái phía bên trên thì đều được. Lúc này mình sẽ kích đúp vào một cái layer hình ảnh nào đó. Để mở ra cái bảng là Layer Style, mình sẽ chọn hiệu ứng là Drop Shadow. Bạn có thể kéo dịch cái thanh Distance ra để ta nhìn thấy cái hiệu ứng của cô gái đó. Bạn có thể điều chỉnh giá trị Opacity để có được cái bóng đổ với độ đậm nó phù hợp và kéo Size để có được cái độ mờ nhòe cho bóng đổ một cách phù hợp. Sau đó ta ấn OK và ta quay trở ra bảng Layer. Kích phải chuột lên chữ Drop Shadow, các bạn kích Grid Layer. Lúc này một Layer Drop Shadow dành cho cô gái nó sẽ được xuất hiện ở đây. Các bạn ấn Ctrl T và sau đó ta kích phải chuột lên Layer Drop Shadow đó, chọn Flip Vertical bạn sẽ lật được cái bóng đó xuống phía bên dưới này. Bây giờ để cho dễ hiểu mình sẽ dịch nó ra đây và muốn cái bóng nó chiếu xiên theo hướng nào đó thì bạn đặt con chuột lên trên cái khung transform này, ta giữ phím control và bạn để con chuột vào cái điểm ở giữa trên cái khung transform đó ta kéo thì ta sẽ có được cái bóng nó được kéo xiên đi. Đấy là thao tác ta giúp ta có thể kéo xiên cái đối tượng hình ảnh bằng cái công cụ transform. Sau đó các bạn đặt nó về đúng vị trí như hình ảnh cô gái vì cái bóng nó sẽ có xu hướng là mất dần đi nó càng xa thì nó càng mất dần lên để tạo hiệu ứng nó hợp lý hơn thì trên layer cô gái drop shadow này mình sẽ tạo tiếp một cái mặt nạ và mình sẽ dùng công cụ gradient tool với màu gradient mình sẽ che dần nó đi bằng cách kéo con chuột để tô một cái vùng gradient lên như này thì bạn thấy cái bóng của chúng ta nó sẽ bị mờ dần mờ dần và nó mất dần về phía này nếu như cảm thấy cái bóng nó đậm quá thì các bạn có thể giảm bớt cái opacity để ta có được cái giá trị cái bóng nó phù hợp với cái hình ảnh nằm ở đó Vậy là ta đã đặt xong được cái hình ảnh cô gái vào bên trên cái tài, cái sản phẩm của chúng ta. Bước kế tiếp như bạn nhìn thấy thì ta sẽ làm tiếp một chút xíu cái phần chất liệu lên trên cái thân ô tô này. Thì để gắn chất liệu lên cái thân ô tô này, chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ phải tạo ra một, chúng ta sẽ phải có một cái hình ảnh để làm chất liệu cho nó. Thì trong thư mục bài tập mình đã để sẵn những cái file hình ảnh chất liệu cái file chất liệu này bạn có thể hoàn toàn search trên Google, ta có rất nhiều các cái tập tin hình ảnh tạo chất liệu cho một cái vùng bề mặt nào đó, các bạn chỉ search từ khóa chất liệu hoặc là texture trên Google thì ta sẽ có được các bức ảnh đó. Bây giờ mình sẽ chọn bức ảnh này và ta di chuyển sang cái file ảnh mẫu của chúng ta, ta đặt uh, lựa chọn về cái layer ô tô cũ copy, sau đó ta paste vào, thì cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ nằm đè lên vị trí của cái ô tô đó. Bây giờ ta sẽ transform để thu nhỏ cái chất liệu và ta đặt nó vào trước tiên mình sẽ làm chất liệu cho cái phần mui xe nằm ở đây mình sẽ đặt cái hiệu ứng cái miếng ảnh dì sắt này để lên cái phần mui xe hoặc là ta đặt lên cái phần cái bánh xe ở chỗ này cũng được sau đó là ta để nó vào đúng vị trí đó rồi thì lúc này để tạo ra một cái chất liệu trên cái layer hình ảnh này thì chúng ta sẽ sử dụng blending mode bằng cách bạn lựa chọn một chế độ hòa trộn ở trên này thì ta sẽ tạo ra cái sự kết hợp giữa hai layer đó bạn thấy là cái hình ảnh phía bên trên của mình bây giờ nó được hòa trộn với hình ảnh phía bên dưới và tạo ra cái chất liệu cho cái vùng hình ảnh phía bên dưới bước còn lại của chúng ta là sẽ tạo ra một layer mask và chúng ta sẽ che đi cái phần hình ảnh nào đó mà nó thừa xung quanh cái layer hình ảnh chúng ta đang có ở đây mình sẽ dùng công cụ brush tool ta sử dụng cái phải chuột lên trên màn hình lựa chọn cái kích thước của nét bút một cách hợp lý và ta vẽ để tô phần màu đen đang lựa chọn trên màu tiền cảnh lên trên vùng hình ảnh nào mà chúng ta không muốn gắn chất liệu tức là tương đương với việc ta đang che phần hình ảnh đó đi trên cái layer hình ảnh là chất liệu của chúng ta thì phương pháp này chúng ta đã được học và đã làm quen ở các bài layer rồi thì các bạn nhớ lại cái cách chúng ta tạo mặt nạ để che các phần hình ảnh trong kỹ thuật cắt ghép hình ảnh trên photoshop bạn thấy là cái phần chất liệu của chúng ta được đưa vào hết sức là nhanh chóng nếu như mà sau này chúng ta có thêm nhiều các kỹ thuật về chỉnh sửa thì trong tình huống này mình nhắc lại một cái lệnh hôm trước chúng ta cũng đã làm việc với nó là mình sẽ dùng cái lệnh level mình tăng cường cái ánh sáng trên cái layer hình ảnh đó lên thì ta sẽ tạo ra được cái sắc độ trên layer chất liệu nó phù hợp hơn với cái sắc độ trên cái ô tô giúp cho cái phần tương phản về ánh sáng và màu sắc ở đó nó hợp lý hơn bạn mở level và kéo cái thanh màu trắng này để làm sáng cái layer chất liệu của chúng ta lên như vậy là ta đã ghép ra một cái phần chất liệu trên layer hình ảnh của cái ô tô đó tương tự như thế thì bạn mở một cái file chất liệu khác ra ta cũng Ctrl A chọn nó và ta trở về file đó ta cũng chọn layer ở đây bạn đặt con chuột ở layer ô tô mình paste cái hình ảnh này vào bức ảnh này nó quá to cho nên là ta sẽ phải thu nhỏ nó đi một chút và ta đặt cái layer hình ảnh về chỗ này để nhìn thấy ta kéo nó về đây mình cho nó chớm lên cả cái vùng từ mũi xe sang đến đuôi xe luôn Đó. bây giờ ta sẽ thực hiện một cái thao tác à, mà các bạn nhìn thấy ở trên này là chúng ta sẽ phải che đi cái phần hình ảnh nó thừa xung quanh cái ô tô mình sẽ đặt nó vào chế độ hòa trộn trước tiên để các bạn nhìn thấy đã Đó, các bạn thấy là cái chất liệu của chúng ta nó sẽ được hòa trộn vào đấy với ở đây mình sẽ sử dụng hòa trộn là shop line đã thì bạn thấy là cái layer hình ảnh của chất liệu này nó đang bị trồng ra ngoài cái layer ô tô trong khi nếu để ý kỹ nếu để ý kỹ thì bạn sẽ nhìn thấy layer ô tô chúng ta đã cắt nó ở trên các cái vùng hình ảnh xung quanh cái phần nóc của ô tô như này rồi thế thì để làm sao mình có thể che nhanh cái layer hình ảnh này thì mình sẽ dùng một thao tác là mình nhét cái layer hình ảnh chất liệu 2 này vào bên trong cái layer ô tô kia luôn để ta sẽ che luôn được cái phần hình ảnh thừa phía bên ngoài này bằng cách là trên bảng layer các bạn đặt con chuột về layer chất liệu 2 đặt con chuột về giữa layer chất liệu 2 với layer ô tô cũ copy bạn giữ phím an trên bàn phím bạn kích một cái thế là cái layer chất liệu 2 này nó sẽ chui vào trong layer ô tô của các bạn ở phía bên dưới động tác này ta được thực hiện thông qua một cái lệnh trong bảng layer nó có tên là clipping mask với phím tắt là ctrl an g bạn sẽ đưa được một layer nằm phía bên trên chui vào trong layer nằm phía bên dưới để ta đỡ mất công là ta phải che hay là xóa cái phần thừa phía bên ngoài lúc này mình sẽ tạo ra một cái layer mask cho cái layer chất liệu 2 đó và mình sẽ tạo ra một cái layer màu đen để che hoàn toàn cái hình ảnh đó đi bằng cách là giữ phim an và kích vào biểu tượng layer mask bây giờ ta sẽ dùng công cụ brush tool và ta muốn lấy lại cái hình ảnh này thì như nguyên tắc của layer mask mình sẽ tô màu trắng lên trên mặt nạ này để tô lên chỗ nào thì mình sẽ lấy ra hình ảnh ở chỗ đó bằng cách mình sẽ đưa màu trắng lên trên bằng phím x trên bàn phím ở trong trường hợp mình đang có màu trắng bên dưới thì mình ấn x để đưa nó lên trên sau đó là ta sẽ tô lên cái chỗ nào mà ta muốn xuất hiện cái layer chất liệu trên hình ảnh chất liệu của chúng ta ở kia và tương tự các bạn sẽ sử dụng công cụ brush một cách hợp lý để chúng ta có thể tô ra cái chất liệu nó nằm ở trên cái mui xe đó một cách vừa phải nó không bị đậm quá đó mình muốn là trên này nó có một chút đó, thì ta tô lên cái phần ở trên đó mình muốn cánh cửa này hay cái gương nó cũng bị dỉ dỉ đi một chút thì mình tô dần dần lên trên đó tạo ra cái chất liệu trên cái xe nó được hợp lý hơn tức là nó không bị dỉ hết mà nó sẽ dỉ từng phần từng phần những cái khe ở đây ta cũng tô thêm để cho nó dỉ hơn vì cái bức ảnh vừa rồi nó phủ đến cả chỗ đó vậy là ta đã tạo xong cái phần chất liệu cho cái ô tô một cách rất là đơn giản bằng cách sử dụng các hiệu ứng hòa trộn blending mode trên bảng blending của chúng ta. Bước tiếp theo nữa là các bạn sẽ mở cho mình một cái file là flare lighting giống như phần bài học trước mình đã giới thiệu về cách này. Các bạn copy hình ảnh đó sau đó sang vị trí của cái chất liệu một ở chỗ này. Ta đổi tên cho nó. Các bạn paste cái layer hình ảnh kia vào. Đặt vào vị trí cái mặt trời ở chỗ này. Ta transform để làm cái ốm sáng nó sáng lớn ra các bạn đặt hòa trộn screen để loại bỏ phần background màu đen ở phía sau đó. các bạn có thể làm lớn nó lên để có được cái hiệu ứng nó mạnh hơn sau đó xoay để cho nó phù hợp với cái mặt trời phía sau lúc này cái tia sáng mặt trời nó sẽ đè lên cái ô tô trông hiệu ứng nó hơi nguy hiểm một chút đó, nó không chỉ là ánh sáng mặt trời nó phải lan sang cái hình ảnh của chúng ta thì trông nó sẽ thật hơn bước cuối cùng ở trên cái phần bài tập của chúng ta ở đây là các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình hình ảnh của cái túi và đưa cái thương hiệu gussi vào trong cái logo của cái túi này thì ta cũng copy hình ảnh cái túi hoặc là trong trường hợp này thì bạn sử dụng cái công cụ chọn là Magic Wand vì đây là một cái phần background màu trắng rất là đơn giản Trên bạn có thể chọn nhanh nó bằng cách sử dụng công cụ Magic Wand, chọn nền trắng sau đó chúng ta vào menu Select ta đảo ngược lại cái vùng chọn với lệnh là Inverse Select sau đó chọn lệnh Copy và ta di chuyển sang kia, ta paste cái hình ảnh đó vào đây hình ảnh này thì ta sẽ để nó lên trên cho chúng ta dễ nhìn, Ctrl T ta thu nhỏ cái túi xuống và ta được cái túi nằm ở cái vị trí ta cần rồi bước cuối cùng là các bạn nhìn thấy trên file mẫu ta có một cái chữ logo nó có tên là Gucci và bên dưới là back fashion đó thì các bạn sử dụng cái công cụ là công cụ nhập văn bản trên thanh công cụ là công cụ thay tool đoạn này thì nó tương đối là dễ rồi các bạn chỉ việc nhập văn bản vào thôi chúng ta gõ vào đó chữ Gucci sau đó là lựa chọn một cái phông phù hợp cho cái tình huống ở đó thì trong tình huống này mình gợi ý với các bạn thôi là cái phông Gucci mà chúng ta đang có ở đây uh, nó là một cái phông chữ có tên là uh, Time New Roman Bow đấy các bạn chỉ việc chọn hai cái phông chữ là Time New Roman Bow và chúng ta điều chỉnh cái kích thước chữ cho chữ Gucci nó phù hợp với tình huống ở đây ở đây để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ copy nó sang bên này vì đây là cái phần coi như là phần bài tập dành cho các bạn khi mà các bạn nhập cái chữ vào trong layer hình ảnh đó để chúng ta có thêm một chút nghiên cứu về công cụ văn bản và cách điều chỉnh kích thước của cái công cụ văn bản đó trên thanh option nó tương đối là dễ ngoài ra thì trong cái phiên bản gốc của mình ở đây thì chúng ta sẽ còn có thêm một phần nữa là color blend nó cho phép các bạn có thể tạo ra cái hiệu ứng màu giống như bài mẫu tuy nhiên là chúng ta trong giới hạn bài học ngày hôm nay thì mình sẽ chưa giới thiệu cái phần blend màu này được chúng ta cần phải học nó ở trong một bài học riêng trong chương học kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nó Uh, hy vọng là trong phần hướng dẫn vừa rồi thì sẽ giúp các bạn cũng sẽ xây dựng được một cái tác phẩm và ứng dụng của cái việc blending mode trong việc tạo kỹ xảo hình ảnh cũng như là chỉnh sửa các hình ảnh trên Photoshop sẽ giúp các bạn có thể tạo ra được những cái sản phẩm cho riêng mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các chương học kế tiếp cùng với phần mềm Photoshop.